안녕하세요. Xin chào các bạn. Tôi tên là Cookie. Tôi sống ở Việt Nam 5 năm rồi. Năm nay Cookie 24 tuổi. Cookie đang học ở trường đại học sư phạm. Cookie thích hủ tiếu thật cảnh. Bởi vì Cookie sống ở Việt Nam 5 năm rồi, nhưng mà trước đó Cookie không biết về hủ tiếu thật cảnh. Cookie thích Đà Lạt nên Cookie đi du lịch Đà Lạt. À, ba của mình tương tương nghe, ông ma của mình nói xin nghe, e khi của mình năm kia ba, ít sức ta đàn ta. Hôm nay là ngày cuối tuần, vì vậy Cookie có hẹn với các bạn Việt Nam để đi chơi, nhưng vẫn chưa biết tiết mục hôm nay sẽ là gì. Đợi lâu không vậy? Tại sao trễ rồi? Bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Em dẫn chị. Đến nơi đi rồi biết hả? Ok. Vào những ngày đầu tháng 10, Cookie cảm thấy Sài Gòn dường như khác hẳn, sôi động hơn và cũng rộn ràng hơn. À, thì ra các bạn dẫn Cookie đến nhà văn hóa thanh niên. Wow, hình như nơi đây đang diễn ra một buổi triển lãm. Cookie biết chúng được gọi là thư pháp vì ở Hàn Quốc cũng có nhiều người viết như thế này, nhưng xem ra những chữ ở đây không dễ đọc tí nào. Tôi Tổ tiên phức tập phức đầy lưu khẩu thế chị đọc lại nữa. khó mấy bạn đến đây xem chị làm thư pháp ha. Chị này xin tự giới thiệu ha. Chị giới thiệu với các bạn, đây là cuộc triển lãm với chủ đề là Thăng Long Hoài Cổ do câu lạc bộ thư pháp Nét Việt và nhà văn hóa thanh niên tổ chức. Anh ơi, ở đây có bao nhiêu tác phẩm vậy? Ở đây có tất cả là 50 tác phẩm do 10 anh em hội viên thực hiện. Anh ơi, là tất cả tác phẩm đều viết về Hà Nội hả? Đúng rồi, đây là các tác phẩm đều viết về ngày năm Thăng Long Hà Nội, nên chủ đề chính của các tác giả ở đây là những tác phẩm thơ văn thể hiện về những nội dung hướng về đại lễ ngày năm Thăng Long Hà Nội. Được anh Việt nhiệt tình hướng dẫn nên Cookie mới có thể hiểu được nội dung của những bức thư pháp này. Họ đã gửi gắm tình cảm của mình với Hà Nội qua từng con chữ. Cookie đã từng đến Hà Nội một lần. Cookie rất thích tiết trời se se lạnh của Hà Nội, một sớm thu Hà Nội với nắng vàng dịu nhẹ, Hồ Gươm soi bóng tháp Chùa Thiêng với làn nước xanh gợn sóng, hay hương cốm vẫn nồng nàn, thơm quyện mùi lá sen ngan ngát. Tất cả vẫn còn rất ấn tượng trong lòng Cookie. Anh ơi, tác phẩm này viết mất bao nhiêu lâu vậy? Cái tác phẩm để thực hiện được tác phẩm công phu như thế này thì những cái chữ nhỏ nhỏ này là rất là công phu, cho nên là tác giả phải thực hiện ít nhất là trong vòng một ngày. Thì không biết là bạn có thể đọc ra được cái chữ này không? Thằng Long phải không anh? Đúng rồi, đây chính là chữ Thăng Long. Thăng Long này là tên gọi ngày xưa của Hà Nội bây giờ. Thì tác phẩm này là 1000 chữ Thăng Long nằm trong tác phẩm, cũng chính là hướng về 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Bạn có thể đọc được tác phẩm này không? Ngàn Thăng Long. Đúng rồi. Này nghĩa là gì vậy? Nghĩa của nó là trời đất giao hòa, mây tụ thành rồng. Long có nghĩa là mây rồng nó linh ứng, thì cái ngày hội của non sông đất nước nó diễn ra. Ở đây có một anh chàng đang ngồi viết thư pháp, xem ra anh đang rất chăm chú đó các bạn. Thăng Long. Đúng rồi, Thăng Long. Anh ơi, tác phẩm đó là rất là đặc biệt, anh biết của ai không? Đó tác phẩm của mình. À, thích nó à?
Dạ thế. À, vậy thì mình sẽ giới thiệu cho bạn về cái ý nghĩa của tác phẩm của mình. Đó, em thấy tác phẩm này em thích à? Dạ em thích. À. Anh ơi, tác phẩm này rất là to quá. Ừ. Là tiệc mốt bao lâu lâu vậy? À, cái này thì cái ý tưởng của anh là trong vòng 2 năm. À. Nhưng mà vô làm thực tế thì anh làm tác phẩm này trong vòng 2 tháng. À. Anh tên là Hoa Nghiêm, anh là người đã sáng tạo nên tác phẩm độc đáo chữ Thăng Long, được viết thư pháp, kết hợp với điêu khắc tạo thành hình con rồng bay. Em thấy nhiều cũng là nhiều tác phẩm. Rất là nhiều tác phẩm, thì ở anh thì anh giới thiệu đến mọi người, cũng với cái chủ đề là Thăng Long, nhưng anh làm trên điêu khắc gỗ. Cái chữ Thăng Long được ra hình dáng con rồng, và đồng thời nó là cái số 1000, em thấy nè. Đây là số rồng ha, số 1 nè. Đó ha. Qua đây là một số 0. Đó, thấy chưa? Cái đây là số 0 thứ 2. Thấy không? Và số 0 thứ 3. Đó là nhằm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Đó. Anh ơi, em thấy nhiều hình đế. Có nghĩa là gì vậy? À, đó là bên cạnh cái chữ Thăng Long đó, con rồng, dạ, thời Lý, thì nó còn có những cái hoa văn. Ở dưới đây là những cánh sen. Cánh sen kích điệu á. Hoa sen nữa. Hoa sen cách điệu. Đây là những cái cánh chim hạc. Dạ. À, là ý nói về cái lịch sử của dân tộc. Đó là ở trên là các vị vua hùng. Đó, thời các vị vua hùng. Ở chính giữa là con rồng thời Lý. Là ý nói là chiếu dời đô của Hà Nội. Hà Nội. 1000 năm. À. Qua câu chuyện của anh Nghiêm, Cô Khi cảm thấy anh rất yêu Hà Nội. Mặc dù anh không sinh ra trên mảnh đất thủ đô thân yêu này. Không chỉ có riêng tác phẩm này, anh Nghiêm còn dẫn tôi đi chiêm ngưỡng một sáng tác khác, đây không kém phần ấn tượng. À. Đó, thì ở đây em thấy không? À, cái chữ Thăng Long là con rồng. À. Cái đấy là trời, nam, hư, nhớ, đất, thăng, long. Long. Đó, là cái anh mượn cái câu của một nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ. À. Của người viết về Hà Nội, viết về cái cảm tình, của cái tình cảm, cái nỗi nhớ của mình. Anh ơi, cố nhiều chưa quá. Là cố nghĩa là gì vậy? À, bên cạnh đó là những cái bài thơ nè. Anh trích 19 bài thơ. 19 bài. Bài thơ. Bài thơ. Thì những cái bài thơ này là ca ngợi những cái phố phường Hà Nội, cái Hồ Gươm, những cái hình ảnh Hà Nội được tái hiện lên đây. Qua những cái câu thơ. Và em đọc thử coi, em đọc thử được không? Thời Nam thương nhớ tác Thăng Long. Đúng rồi. Với hai tác phẩm đặc biệt này, anh Nghiêm cùng người bạn của mình đã bày tỏ tấm lòng thành của mình cũng như của nhân dân miền Nam, luôn hướng về cội nguồn, tự hào về thủ đô Hà Nội kiên cường của dân tộc Việt Nam. Khẳng định một cái câu của một nhà nhạc sĩ Phan Nhân, đó là Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng. À, ý nói là cái niềm tin của người dân miền Nam nói riêng và người dân cả nước nói chung là luôn hướng về một cái thủ đô Hà Nội kiên cường, bất khuất. Các bạn ơi, các bạn biết đây là chữ gì không? Đây là chữ Thăng Long nè, hình con rồng nè. Cô Khi biết đây là buổi triển lãm nhằm hưởng ứng và gửi thông điệp đến với mọi người cùng hướng về thủ đô của dân tộc Việt Nam. Tuy Cô Khi không phải là người Việt Nam, nhưng Cô Khi rất thích Hà Nội và dành cho Hà Nội một tình cảm thật đặc biệt.